Ban hội chợ Tết vẫn tiếp tục cần chanh, cần sả, cần rau thơm, ai có thì xin cho. Phong trào Phục Sư Vô mời anh chị em Phục Sư Lista tham dự Đại hội Utreya vào Chủ nhật tuần sau, sau Thánh lễ 9:30, Thánh lễ 10:30. Sứ đoàn Thánh Tâm và Trường Việt Ngữ sẽ sinh hoạt lại vào ngày 16 tháng 2, tức là 12 ngày sau Tết âm lịch. Ngoài ra, chương trình Thánh Tiến Hôn Nhân, cả gia đình nào cảm thấy bây giờ cơm nó không lành, canh không ngọt nữa thì nên ghi danh để đi học, sẽ tổ chức tại đây. Tuần rồi tôi nhận được 3 cú phone xin được hẹn gặp để làm đám cưới trong năm 2019 và cả năm 2020. Tôi tưởng là tôi được tha để nghỉ ngơi rồi. Ba đám trong tuần rồi, sáng nay được một cú nữa, thành 4 đám. Người ta càng cưới nhiều thì mình càng hẩm hiu thôi. Nó thật vậy, tổ chức chuẩn bị cho người ta được hạnh phúc thì mình thấy mình lẻ loi. Chính vì vậy mà tôi có bài thơ trả lời cái vấn đề nếu biết em đã lấy chồng. Đây theo tùy miền nhé, xin đọc và xin tôi nhái miền nào thì xin tha cho tôi, miền Bắc trước. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về chửi động giữa đám đông, mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ nó, ngựa chứng, sao mày dám bỏ ông? Người Huế, nếu miệt rằng o nợ cỏ trong, tôi về núi ngự dậy xuống sông, sông sâu nước lạnh tôi lại khớp, tự tử mầm răng cũng chẳng xong. Tội nghiệp. Người miền Nam, nếu biết rằng em đã lấy chồng, mẹ ơi, em chê tôi nhà nông, ruộng nương nổi nóng tôi đốt hết, không gạo cho em đói nứt lòng. Người Tàu, nếu biết rằng lị tả có chồng, mộ dìa mộ bán hết cái Hồng Kông, mang tiền mộ lỗ vô chợ lớn, lời vốn lầu tư là mộ mát lòng. Giang Hồ nói, nếu biết rằng em đã lấy chồng, em đừng tưởng thế cũng là sống. Em dìa mài nhọn con dao sắc, thật biết chồng em nấu cháo lòng. Càng ngày càng ghê. Bây giờ là miền của bác Nho. Nâu nấm mới biết tin lấy chồng, anh về nặng nẻo một phần không, nu nếm chỉ làm cho đau khổ, no nắng chi thêm tiếp nặng nụ. Hôm qua tôi đọc là bác Nho không giận đó. Cũng nghe ghê ghê đó. Cho nên tôi biết hễ một người lên xe hoa thì cũng có khối người buồn đó. Buồn nhất là người chuẩn bị đám cưới cho người ta. Cho nên mấy đám cưới khi đã nhận cưới rồi xong, thường nó hôn nhau, cặp nào hôn mau mau cái tôi nói cảm ơn, bởi vì hôn càng lâu thì tôi càng đau khổ. Xin cảm ơn mọi người, xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và mong